thành phần, chiết xuất từ hoa thủy tiên, lúa mạch nha, nọc ong, nấm tuyết, allantoin, niacinamide và sát trùng cá alpha bisabol, axit kojic. Công dụng: đặc trị nám tàn nhang, đốm nâu, chống lão hóa, alpha bisabol, nọc ong, axit kojic. Giúp trị nám tàn nhang, loại bỏ sắc tố thâm nám tối màu, đem đến làn da trắng sáng, trẻ trung, ức chế sự hình thành melanin. Chiết xuất nọc ong làm trắng da, ức chế melanin và chiết xuất nhau thai tăng cường cải thiện bề mặt da, kích hoạt tái tạo, trẻ hóa làn da, kết cấu kem mỏng nhẹ giúp dưỡng chất thấm nhanh vào tế bào da, nuôi dưỡng làn da trắng sáng từ sâu bên trong. Với các chiết xuất từ lúa mạch nha, allantoin, niacinamide và sáp trứng cá giúp thúc đẩy sản sinh collagen, cấp nước, dưỡng ẩm cho làn da, tăng độ đàn hồi giúp cho làn da trở nên trắng sáng bật tông hơn và làm mờ nám, tàn nhang hiệu quả. Allantoin còn có công dụng chống kích ứng, nên nó phù hợp với tất cả các loại da, kể cả những làn da nhạy cảm nhất.